Thank you.
Cha sớm viếng khuya hồng, chẳng may gặp phải về sau mùa trời đông tiết đông hàn cũng năm, hai đêm còn áo kiếp về chẳng thương chục phần lâu năm hoa lon nặng nề. Khi cha già lai chăm xe đây biết căm căm lên xe vui cho đầu tiên của mỗi người năm 220 trước công nguyên sau chiến thắng quân Tần thuộc viên quyết định giao cho chúa Cao Lãnh xây thành cổ Mai nhằm củng cố quân sự. Tục truyền rằng An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều bị đổ. Sau đó có thần thiên vương hiện lên chỉ bảo xây theo dấu chân rời bài. Từ đó hàng xây không được đánh đổ. An Dương Vương kiện thủy vương chế nhiều vũ khí tạo thế quân sự cố.